Số 1, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là con khỉ. Số 2, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là cá mập. Số 3, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là cá ngựa. Số 4, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là bồ câu. Số 5, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là sao biển. Số 6, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là lạc đà. Số 7, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là cá heo. Số 8, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là chim sáo. Số 9, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là cá chép. Số 10, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là hà mã. Số 11, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là sư tử. Số 12, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là tê giác. Số 13, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là hải cẩu. Số 14, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là hải âu. Số 15, đây là con vật gì? Bạn có 10 giây để suy nghĩ và comment đáp án. Và đáp án là gấu trúc.